theo là bài tập với bước hâu số 8 dọc. Cũng là rep nhưng là dọc. Bây giờ mình sẽ đứng ở chân phải ở phía trên. Tương tự như ngang, mình sẽ làm là hông phải trước. 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 lùi. 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 lại 4 lần rốc. 4 1 4 2 4 3 4 4 ẻn 2 3 4 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 cứ như vậy sẽ hết bài nhạc.